Tổng thống Putin, bầu cử Mỹ 2020 đã bị gian lận. Reuters đưa tin, ngày 16 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ đã bị gian lận bằng cách bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ông Putin nói như sau, ở Mỹ các cuộc bầu cử trước đó đã bị làm sai lệch bằng cách bỏ phiếu qua bưu điện. Họ mua phiếu bầu với giá 10 USD, điều này đủ thông tin và ném vào hộp thư mà không có bất kỳ sự giám sát nào từ người quan sát. Thế là xong. Reuters lưu ý, đúng là Tổng thống Putin nói thế, nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cả. Tờ The People Voice.tv cũng cho biết, cơ quan tình báo Nga đã thu thập được bằng chứng cho thấy Tổng thống Biden không giành được 81 triệu phiếu bầu, và bằng chứng sẽ được ông Putin đưa ra vào thời điểm ông chọn trong tương lai gần. Về nước Nga, các đối thủ của ông Putin nói rằng, cuộc bầu cử tháng 3 ở Nga không phải là một cuộc cạnh tranh thật sự, vì Tổng thống nắm giữ quyền lực không thể thách thức. Và đối thủ chính của ông Alexei Navalny, lại đang phải ngồi tù hơn 30 năm với những cáo buộc mà ông Navalny cho là bịa đặt. Họ nói rằng cách thức bỏ phiếu điện tử tạo cơ hội cho chính quyền thao túng cuộc bỏ phiếu theo hướng có lợi cho ông Putin mà không bị phát hiện.